Xin chào tất cả các em, bây giờ cô sẽ cùng các em đi giải bài 13 trang 64 sách giáo khoa toán 8 tập 2. Ở bài 13, có thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường khá cao bằng dụng cụ đơn giản được không? Hình 19 thể hiện cách đo chiều cao AB của một bức tường bằng dụng cụ đơn giản gồm hai cọc thẳng đứng, cọc 1 cố định, cọc 2 là có thể di động được, một sợi dây FC. Đây sợi dây FC. Cọc 1 có chiều cao DK bằng H và khoảng cách BC của chúng ta đây là bằng A, DC là bằng B, đo được bằng thước dây thông dụng. Ý A, em hãy cho biết người ta tiến hành đo đạc như thế nào. Ý B, chiều cao AB, tính chiều cao AB theo H, A và B. Thì đối với bài 13, các em nhận thấy được ở đây là chúng ta sử dụng hai cọc đúng không? Cọc 1 cố định này, cọc 2 là có thể di động được. Chúng ta đặt thẳng đứng tức là lúc này cọc 1 và cọc 2 của chúng ta ấy, sẽ phải song song với nhau đúng không các em? Và chúng ta sẽ tiến hành đặt hai cọc sao cho các điểm A này, điểm F và điểm K của chúng ta là thẳng hàng. Và sau đó chúng ta sẽ dùng một sợi dây để nối điểm F và điểm K với lại mặt đất, tức là đối với điểm C đúng không? Để sao cho F, K, C của chúng ta thẳng hàng. Và tiến hành, chúng ta đã đo được chiều cao của cạnh KD này. Chúng ta biết được độ dài của đoạn DC và đoạn BC. Và sau khi có được KD của chúng ta song song với lại FE, hay là cũng là chính là song song với lại bức tường đúng không? Thì các em sẽ sử dụng hệ quả của định lý Thales và chúng ta sẽ tính được chiều cao của bức tường. Vậy thì ở bài 13 ý A, người ta tiến hành đo đạc như sau. Đầu tiên là chúng ta đặt hai cọc thẳng đứng. Ý A nhá. Đầu tiên đó là đặt cọc 1 và cọc 2 là thẳng đứng. Sao cho 3 điểm A, E, F là nằm trên một đường thẳng. Sao cho điểm A, điểm F và điểm K là nằm trên một đường thẳng. Cô viết tắt chữ đường thẳng nhé. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ dùng một sợi dây căng qua hai điểm F và K và tiếp xúc với lại mặt đất tại điểm C. Dùng một sợi dây. Căng qua hai điểm F và K tiếp xúc với mặt đất tại C. Tức là lúc này ba điểm F, K và C sẽ là thẳng hàng. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành đo được các đoạn thẳng. Ở đây nhá, chúng ta tiến hành đo. Đo thì chúng ta đã có KD của chúng ta là bằng H rồi này, DC của chúng ta ở đây bằng B và BC của chúng ta là bằng A. Và đến đây thì ở ý B là chúng ta đã tính được chiều cao AB rồi. Rồi ở ý B này, ở đây thì sau khi tiến hành căng dây và đo thì các em nhận thấy được chúng ta đã dựng được một tam giác, ở đây chính là tam giác AB, ABC. Trong tam giác ABC thì các em đã có DK ở đây là cọc cố định này, là song song với lại bức tường, tức là song song với AB đúng không? Rồi, ở ý B thì chúng ta có xét tam giác ABC, chúng ta có DK là song song với AB. Nên lúc này chúng ta sẽ thu được đó chính là DK trên AB thì sẽ bằng DC trên BC. Ở đây là các em đã đi theo hệ quả của định lý Thales. Rồi, và tương tự như vậy thì tiến hành thay số,
Lúc này thì các em sẽ thu được đó chính là DK của chúng ta bằng H, AB của chúng ta chưa biết nên cô vẫn để là AB nhé, DC của chúng ta bằng B và BC của chúng ta bằng A. Và tiến hành ở đây thì các em tiến hành rút AB ra thì chúng ta được AB của chúng ta sẽ bằng H nhân A và trên B. Rồi, vậy thì lúc này chiều cao của bức tường A chính là đoạn AB và bằng H nhân A trên B. Đến đây các em sẽ kết luận được chiều cao của bức tường chính là AB bằng H nhân A trên B. Rồi, vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em giải xong bài 13, trang 64, sách giáo khoa toán 8 tập 2.